Em cũng theo dõi chương trình của anh nhiều rồi. Thì em là những người dân gọi là chân đất mắt toét, nhưng cũng theo dõi các cái trang mạng của bên phía bên kia gọi là ba que. Nhưng mà theo em nghĩ rằng với những người chân đất mắt toét, người dân như chúng em, thì ba que, Ngọc em Hoàng nói chờ. thẳng luôn, À, xin, đại à, diện xin, tổ xin, chức xin, của ba xin lỗi que. Ngọc Linh, hiện nay Ngọc Linh giới thiệu sơ qua về mình tí. Bạn hiện nay bạn ở tỉnh nào? Vâng, em ở tỉnh Lai Châu À, ạ. tỉnh Chúng Lai. em ở vùng xa xôi nhất, Rồi. nhưng ở đây thì dân của ở vùng Lai Châu thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Tỉnh Việt Nam, Lai Châu là cái, còn có cả vâng, đi cái qua đèo Ô Quý Hồ xuống Lai Châu, sau đó đến đi Điện Biên Phủ, mình đã đi qua Lai Châu, vâng chính xác đúng ạ, không? chính xác ạ, thành phố Lai Đúng Châu, xong qua Lai Châu đến Điện không? Biên. Đây chúng em là những người dân Ở tỉnh miền cũng núi làm ăn rất khó chân khăn. chính, cũng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cũng tất nhiên ở đâu cũng có anh ạ, ở đâu cũng có là quá trình triển khai các cái nội dung thì nó cũng có cái mặt nọ mặt kia, có người trong ba người thì có một người là chưa chưa đồng tình về cái việc mà chính sách của Đảng nhà nước người ta chưa thấu đáo, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, Đúng ở chế độ xã hội nào cũng thế. Thế nhưng mà ở đây thì em nói sâu về cái lĩnh vực là cái luận điệu xuyên tạc. Thế thì chúng em là cũng rất là may là cũng nhờ Đảng nhà nước thì chúng em ở vùng cao biên giới thì cũng được có cái mạng, có mạng để được theo rồi. dõi qua cái hệ thống cái điện thoại thông Ừ. Thông tin minh thông đúng minh không? như này. Vâng, thế thì nghe các nghe cái kênh của anh Bằng cũng như là theo dõi trên mạng Facebook hay là trên các mạng trang mạng khác thì chúng em cũng nhận định thế này, để cho thứ nhất là phía bên kia, đầu tiên em nói phía bên kia nhé, cái phía Rồi. tức là đứng đầu tổ chức khủng bố, đứng đầu tổ chức khủng bố mà đang ở Mỹ là đứng đầu là Đào Minh Quân đấy nhá. Mà ở vùng Lai Châu này thì không ai không biết là đứng đầu tổ chức khủng bố là Đào Minh Quân, ngày xưa là gọi là Việt Tân. Không phải. Không, cái này tức là Đào Minh Quân cũng là một cái tổ Thì chức khủng bố ở bên Mỹ thôi. tổ chức khủng Còn bố Việt Tân thì nhá, không phải. chuyên Việt Tân đây vâng là mảng chuyên khác. phiền Triều đại Việt Nguyễn vâng lại là khác nữa. Ở đấy có rất nhiều tổ vâng chức thế thì phản thế động, gọi đúng nôm không? na là như thế. Đúng không? Tóm lại là Ừ. đang không phải là ở trong nước mình Đúng. mà đang ở Mỹ, được chưa? Thế thì cũng qua là qua các trang mạng cũng như là qua YouTube hay là qua những thứ thì biết rằng người ta nó phũ phàng quá, bởi vì người ta cứ nghĩ là mình là oai, cứ nghĩ là mình là cứ nói xấu Bác Hồ hay là cứ nói xấu về Đảng Cộng sản là được nhân dân thế giới công nhận là cái người lời nói của người ta là đúng, nhưng thực tế là nghe rất bức xúc, bởi vì nó người ta là nói không đúng ở một cái Đúng. tầm tuổi, ví dụ như Đào Minh Quân phát biểu trên livestream đấy, đứng ở một cái góc xó như kiểu cái tôi cảm tưởng như nó chỉ bằng một cái nhà vệ sinh thôi, mà nói lên những cái điều mà nó mang tính chất quốc gia đại sự, mang tính chất thế giới thì tôi nghĩ nó không phù hợp đấy, nói để cho cái bên kia người ta biết rằng như thế là không ngang tầm, nó chỉ là theo chúng tôi nghĩ, những người dân chúng tôi nghĩ rằng họ chẳng làm được cái gì cả trong cái mối đoàn kết dân tộc Việt Nam mình, chẳng qua là vừa rồi là lợi dụng vấn đề nọ vấn đề kia, lợi dụng những điểm nổi cộm trong quá trình thực thi về vấn đề kinh tế, về vấn đề khác phát triển đất nước, thì đất nước nào cũng thế, thì nó có vấn đề nọ vấn đề kia lợi dụng vào đó để tuyên truyền Đúng rồi. làm sai lệch sự thật, sai lệch sự thật. Bên cạnh đấy tôi nói luôn, chúng tôi là thằng lái xe lái xe, tôi là nghề lái xe, tôi nói thẳng luôn, tôi nghe nhiều, nhưng thực tế để tôi nói thế này, những lúc những con đường, những lúc những không được Đảng nhà nước, tức là điều kiện đất nước khó khăn, không có đường địa đường trạm chẳng hạn, thế thì chẳng thấy một tổ chức nào. Nhưng bây giờ tôi nói thẳng luôn là rất nhiều nhiều tổ chức lợi dụng vào cái vấn đề là từ thiện này,
rồi vấn đề nọ vấn đề kia để tuyên truyền lợi dụng, và đấy là vấn đề đạo. Riêng đặc biệt ở vùng Lai Châu, Điện Biên, tất cả vùng núi này là lợi dụng vấn đề đạo để xen kẽ vào đấy, xen kẽ vào vấn đề đạo để cổ suý cho, tức là tiêm nhiễm vào thế hệ trẻ nhá. Bây giờ họ cướp của mình, cướp của Đảng Cộng sản Việt Nam là cướp là thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ thì là cái lý tưởng sau này, nếu cái sự dạy dỗ của mình ấy là họ người ta cướp cái thế hệ trẻ của chúng ta sau này đấy để tiêm nhiễm vào họ nhá, tiêm nhiễm vào đầu của thế hệ trẻ của con cháu chúng ta sau này là những vấn đề nó sai lệch đấy nhá anh ạ. Thế thì đấy là cái nhận thức của chúng em, là những thằng lái xe cũng chẳng được học, chúng chẳng được hiểu biết là bao nhiêu, nhưng mà nghe là như thế. Họ sẽ cướp dần dân của mình, không cướp là những người dân già nhá anh nhá, anh Mạc nhá, mà âm mưu thủ đoạn của chúng là cướp thế hệ trẻ của chúng ta, nó tiêm nhiễm vào đầu những thế hệ trẻ những cái tư tưởng không tốt. Đúng rồi, đó là âm mưu thủ đoạn đầu tiên cần. Sau đó dùng thế hệ trẻ đó quay ngược lại, đưa sang bên tạo điều kiện nọ kia, tạo lý do nọ kia sang đào tạo, xong quay ngược lại chính thế hệ trẻ đó lại là lật lại chính cái thành quả của cách mạng anh ạ. Nhá, em nói sơ sơ thế, em thì cũng không hiểu biết mấy, thôi các bác cũng thông cảm. Không như thế thôi, nhưng mong sao mọi người dân trong cả nước Việt Nam đừng có nghe lời kẻ xấu. Kẻ xấu là ai? Bác quen là ai? John Doe. Đấy. Cho kẻ mày xấu hầm cầu. Kẻ xấu của chúng ta là những kẻ ở nước ngoài chõ mõm vào, lợi dụng vấn đề mạng thông tin nhá, chõ mõm mà nói xấu Đảng, Bác Hồ kính yêu, lợi dụng vấn đề nổi cộm của nội bộ thổi phồng nó lên, xong cho rằng là nó thế nọ thế kia, là chế độ mình của rồi mình lúc luôn mình phát hiện được mình lúc luôn ABC đúng không? Đấy. Đúng không ấy, nhưng mà chúng tôi là người dân, em là những người dân, nhưng vẫn kiên trì, vẫn theo Đảng Cộng sản, không có thể có thế lực thù địch đấy nào có thể phá lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam, nói thẳng luôn như thế. Rồi bây giờ này đấy, mình đúng rồi, mình hỏi bạn, hiện nay bạn ở tỉnh Sơn La thì ở trên những cái địa... em ở Lai Châu. Bạn ở Lai Châu thì trên những vùng của bạn là gọi là vùng sâu vùng xa, thì những cái những người dân ở đó được Đảng và nhà nước mình rất quan tâm đến đời sống của những cái đồng bào ở những cái vùng sâu vùng xa khó khăn đó. Thì bây giờ này, bạn ở đó bạn có biết cái chương trình gọi là chương trình 135 của chính phủ dành cho địa phương bạn không? Quá tuyệt vời. Vâng. Quá tuyệt vời. Rồi, bạn nói về vấn đề đó. Đường bê tông đến tận bản làng nhé. Nếu ở vùng Trung Du không có đâu. Không bao giờ có đâu. Đèo dốc như thế nhưng đường bê tông đến tận bản, tận làng, thậm chí đến tận nhà. Nào, anh khi nào có dịp mời anh lên mở xe. Mình đi qua rồi, mình đã đi qua Lai Châu. Mình đi từ Sapa đi qua Lai Châu, Điện Biên Phủ. Vâng, đó là cái mà tuyệt vời nhất. Không phải đường đâu nha, điện, đường, trường trạm 100%. 100% điện, đường, trường trạm là đầy đủ, chăm sóc đầy đủ. Ngày xưa đất nước chưa phát triển, còn nghèo khó. Bây giờ đất nước cũng khá giả rồi thì chăm lo đến vùng cao rất nhiều. Trẻ con ở trên đấy đi học hay sao? Dạ. Trẻ em ở đấy, ở cái vùng ấy, đi học chương trình 135. Trẻ em ở trên này thực hiện chương trình 135. Trên chương trình 135 là chương trình của chính phủ, là thực hiện từ lâu rồi. Nhá, thực hiện từ lâu rồi. Nhưng mà do đặc thù của vùng núi đấy, chỗ nào mà không tập trung được, cố gắng làm sao để cho tập trung bà con dân bản tập trung lại giải đáp nữa ấy. Đấy, khi nào tập trung khoảng 10 hộ trở lên thì lại là có một điểm trường để dạy dỗ cho học trò. Chứ còn anh nhá, anh người ta cũng rất là xấu khi mà đi qua đường chả chụp một cái ảnh đứa bé trẻ con nó cởi chuồng chả có gì, nó xong đẩy lên trên mạng, chúng em rất bức xúc. Đó. Không đúng thực tế, cái đấy là sai, được quan tâm cực kỳ luôn. Tất nhiên là bên cạnh nhà nước, xong rồi có các cái
tổ chức thiện nguyện rất nhiều. Bà con thế này tất nhiên là khó khăn hơn vùng xuôi so vùng núi so vùng xuôi bác ạ. Nhá, về chính sách của Đảng nhà nước thì vùng núi so vùng xuôi thì vùng núi thì bao giờ khó khăn hơn, nhưng điện đường trường trạm đầy đủ, tất cả mọi cái là cũng cơ bản so với cách đây khoảng độ 10 năm về trước hoặc 15 năm về trước hoàn toàn khác. Trình độ dân trí được nâng lên, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đầy đủ, chứ không không có chỗ nào là bản trắng là không được giáo dục hay không được chăm sóc y tế, không phải, không phải đâu. Chúng em là vùng xa nhất là giáp Trung Quốc rồi, đầy đủ luôn bác ạ. Đấy này em kể chuyện thế, thì còn chúng em thì là lái xe thì nó bon bon trên mọi nẻo đường, cũng nghe đủ chuyện thiên hạ, nhưng mà nói nôm na là em chỉ hiểu biết về chính trị thế thôi bác ơi. Rồi ok, như thế là quá tốt. Cũng rất... vâng, chỉ hiểu biết chính trị thế, và em hứa với bác em sẽ tuyên truyền cho người thân, tuyên truyền cho bà con nhân dân là chắt lọc thông tin, không vì chuyện nổi cộm nọ kia mà cổ súy theo cái luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Không có Bác Hồ, đất nước chúng ta cũng chưa biết đi đâu về đâu, phải không anh? Đó là cái nhận thức trong tiềm thức của chúng em từ bé. Vậy chúng em cũng sẽ dạy con cháu chúng em như thế. Bác ạ. À. Vậy nha, cho em xin xuống. Rồi, xin rất cảm ơn bạn. Bạn là những người ở vùng sâu vùng xa mà có tiếng nói rất là yêu nước, thì nói chung là như bạn nói thì bạn sẽ dùng cái kiến thức của bạn để bạn tuyên truyền cho những bạn bè của bạn và những cái người thân của bạn để biết coi như là cái chính sách của Đảng và nhà nước ta và cái sự ưu việt của cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là như thế nào. Rồi xin vâng, cái đấy là đúng rồi. Chứ không nói điều đúng rồi nào. Mình nói sự thực không thôi ai. Mình nói rất sự thực chứ không mình không nói sai vâng. Đúng không đấy, chứ mình không có thổi phồng lên một điều gì cả, không thổi phồng. Mà em cũng nói thẳng một câu là em rất ghét ba que là ai, ba que là cái gọi cờ vàng ba sọc đỏ ấy. Là chúng em rất ghét, cứ mở mạng lên là rất là ghét, nói thẳng thế. Bởi vì nó là tàn quân của ngụy quân ngụy quyền cũ, chúng em nói thật với bác thế. Đấy, thua cuộc rồi chạy sang bên kia thì bưng đít Mỹ, xong rồi quay lại là rỉa rói dân tộc, rồi nó đối xấu chế độ thế nào kia, đòi lật đổ, đòi ái ơi. Có. Em còn đọc nữa là họ trưng cầu dân ý để đòi là gì, để đủ tiêu chuẩn gì đó để mà đề nghị là phế truất Đảng Cộng sản. đúng rồi. Về đây một đấy là những cái gọi là cái tuyên truyền láo tuét, thì chúng nó thì chúng nó làm cái gì mà chúng nó tuyên truyền trưng cầu dân ý đúng không? Đấy, đó là cái trò lừa bịp của những người không hiểu biết. Bịp bợm. Cho nên là mình anh em mình phải lên trên này đấy, đúng rồi, để phải vạch mặt cái ấy. Hai nữa là thôi để anh em mình nói chuyện đây, thì có ai mà ở trong cái tổ chức đó thì cũng mong sao là thôi thì bỏ cái thù hằn cá nhân của thế hệ trước cũng như thế hệ này thì quay lại xây dựng đất nước, chứ cũng không nên là có cái thù hằn sâu xa đến mấy thế hệ thế làm gì, phải không anh? Cuộc chiến qua 43 năm rồi, bỏ hận thù đi đúng không? Bỏ qua hết đi để cùng nhau xây dựng đất nước. Thứ hai là cái chế mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung là lãnh đạo nhân dân Việt Nam hiện nay đấy mới là tuyệt vời. Tuyệt vời quá tốt. Thì mình là người dân bình thường thôi, mình thấy đất nước coi như là hiện nay là phát triển coi như là cũng vững mạnh. Đấy, thì là nhưng mà nước chúng em ở đây á đi Mường Tè thì 2 ngày mới có một chuyến xe, nhưng bây giờ thì có xe giường nằm đàng hoàng. Thế vì đâu ra mới có? Cũng do lãnh đạo của chính phủ nhà nước thì mới có được là Mường Tè để về Hà Nội. Đúng rồi. Mới có chuyến xe giường nằm, chứ trước kia làm gì có 2 ngày mới có chuyến. Đấy, ví dụ thế thôi. Đúng rồi. Có cái xuyên tạc linh tinh. Thế thôi nha, rồi. Em chúc anh sức khỏe. Rồi. Và chúc các bạn ở trên mạng sức khỏe nha. Thì rất mong bạn một cái chương trình của mình thì bạn lên nói cất lên cái tiếng nói của mình. Rồi ok.